Như Huỳnh mến chào quý khách. Và khách ơi, thì đây chính là cúc 150 cánh. Bên vườn Huỳnh có khoảng tầm 30 loại mai cúc, mai giảo, mai giống các loại. Nhưng mà cái loại này thì em sẽ giới thiệu cho quý khách, đây chính là cúc 150 cánh ha. Cái nụ của nó tròn vo, cái bông của nó nhiều cánh và nó như là bông sen nhỏ luôn. Thì mẫu này em bán 70.000 một cây. 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng một. Cao chiều cao nó khoảng từ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi. Gốc thì em ghép cỡ đầu đũa lớn, còn đây là cỡ đầu đũa nhỏ ha. Cây thì em thấy nó cũng khá khỏe nè. Mình sưu tầm làm giống nha. 70.000. Rồi em qua loại thứ hai, đó chính là cúc đọt đỏ. Thì cái cúc đọt đỏ này là cái lá nè, nó rất là đỏ ha. Rồi cái hoa nó cũng khá đẹp luôn. Thì em bán là 80.000 một cây. 4 cây em bao ship và 10 em tặng một. Đây chính là cúc đọt đỏ. Cây này không cao lắm quý khách, nó cũng khoảng 2 gang tay của Quỳnh nè, 3 tấc rưỡi đó. Rồi qua một loại nữa, đa phúc. Đa phúc này thì em bán 100.000 cây. Cây cũng ngắn nhỏ ha, cỡ gang tay mấy Quỳnh thôi. 100.000 một cây. 2 tầng. 2 tầng là cái loại này rất là ngắn nha quý khách, rất là ngắn luôn. Nó khoảng cỡ chưa được gang tay đến gang tay Quỳnh ha. Mẫu này em bán cũng 70.000. Bởi vì cái cúc 2 tầng hoa nó dễ thương, hoa nó rất là dễ thương và nó nhặt mắt. 2 tầng cánh hoa rất là lạ luôn. Rồi 70.000. Rồi em có một loại này nữa, đây chính là không nhị của Hoàng Quyết Long. Thì cái loại không nhị này được cái là cái cốt nè, cốt nó to, gốc cũng to, nó khá cứng cáp và lọc lá nó rất là mướt luôn. Em bán chỉ có 70.000 một cây. 70.000 một cây ha. 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng một. Loại này nè, cả nhà thấy rất là đẹp luôn nè, nó khá là tốt rồi. Rồi bên này, bên này em có cúc bi bông chùm. Thì cái lô cúc bi này là em thấy cái dạng lá nó rất là mướt đi quý khách. Đó, nó cũng cứng cây lắm rồi. Loại này em bán 80.000 một cây ha. Hoa nó hoa chùm như vậy luôn nè. Đó, buổi chiều rồi nên cái màu nó hơi héo héo ha. Rồi 80.000 một cây. 4 cây em bao ship 10 tặng 1, cây khoảng 3 tấc rưỡi. Có cây cũng yếu 3 tấc rưỡi quý khách, nhưng mà cái vàng này rất là mướt luôn nè. Đó, rồi cái này thì em ghép nó cũng cứng cây lắm rồi ha. Ai sưu tầm cúc bi với lấy bo được, chăm nó cũng dễ như thế này thì alo em nha. Mình về mình cũng lấy được ít bo ha. Cúc bi hay người ta còn gọi là cúc bi tiên sinh. Rồi bên này em có là đọt xanh luôn. Đây cúc đọt xanh nè quý khách. Mẫu này em bán cũng 70.000 luôn ha. Đọt xanh. Đây quý khách chú ý giùm Quỳnh chỗ này nè. Cái đọt nó xanh nè, nó xanh đậm luôn ha, rất là xanh. Cúc đọt xanh 70.000 một cây. Rồi bên này em có hoa hồng thanh tú, giá chỉ có 100.000 cây luôn. Đế đẹp, đế rất là đẹp nha quý khách. Đây nó có một cái bông nữa nè. À, rất đẹp nha. Thì quý khách xem nè, cái form hoa nó rất là đẹp. Đó, 100.000 một cây. 3 cây em cũng bao ship, 10 em tặng 1 ha. Rồi bên này quý khách, bên này em có tư long luôn. Tư long cũng 70.000 một cây luôn. 4 cây em bao ship 10 tặng 1, cây cũng chưa được 2 gang tay Quỳnh ha. Thì loại này mình cũng có thể sưu tầm giống thôi. Cây cũng khoảng cỡ 3 tấc rưỡi. Ông chùm bự hơn nữa nha cả nhà. Nó phùng rất là vung luôn á. Rồi đây là tư long. Bên này em có hồng lộc mai nè. Cả nhà thấy cái lộc này nó ra hồng hồng vậy nè. Và cái hoa nó rất là đẹp. Cái hoa của nó màu vàng, nhiều cánh và nhìn cũng rất là duyên ha. Mẫu này em ghép góc kền không cả nhà. Đây, cây 70.000 một cây nha. 4 cây em bao ship 10 tặng 1. Cây cao khoảng cỡ 3 tấc, 3 tấc rưỡi. Đó, cả nhà có thể sưu tầm để mình trồng ha. Cây rất là khỏe. Rồi bên này em có 7 tầng luôn. Có bông hoa nè, nó đang chuẩn bị nở nè quý khách. Để em bung nó ra. Đó, cả nhà thấy cái lớp cánh của nó rất là duyên luôn á nha.
7 tầng này 100 ngàn một cây, 100 ngàn một cây ha. 3 cây em cũng bao ship, 10 em cũng tặng một. Cây em ghép ngắn ngày nên nó nhỏ nhỏ, nó không có bự lắm nha cả nhà. Cái chọt này là đầu đũa lớn nè. Còn cái bo này nè là cỡ cầm chân nhang thôi á quý khách. Bởi vì em ghép nó chỉ vài tháng thôi ha. Nên là quý khách xem kỹ, các cái cây càng nhỏ giá trị nó càng cao. Bởi vì đây là những cái giống mới quý khách ơi. 100 ngàn một cây, nữ hoàng pha lê luôn. 3 cây em bao ship, 10 em tặng một luôn ha. Nữ hoàng pha lê. Hoa nó long lanh lóng lánh luôn. Rất là đẹp. Rồi đây nu xù cả nhà. Nu xù. Nu xù thì ghép chỗ nào nu chỗ đó. Đó, nu ra ha, 100 ngàn cây. Rồi nhị dài luôn. Nhị dài thì cũng 100 ngàn luôn ha. Và rồi bên này. Đó. Lá thì cái lá nó quá trời nhiều màu sắc luôn. Lá cẩm thạch. Hoa là hoa màu vàng. Hoa màu vàng quý khách. Đây. Nó có một cái cánh nó rụng rồi. 2, 4, 6, 8 cánh nha cả nhà. Nó rụng hết cánh rồi. Thì loại này em bán là 100 ngàn một cây. 100 ngàn một cây cây à. Rất là khỏe luôn cả nhà. 100 ngàn một cây. 3 cây em bao ship và 10 em cũng tặng một luôn. Rồi. Bên này có cái bông tây thi nó đang nở luôn quý khách. Này. Đây là tây thi nha. Đó, hoa chùm hay rất là duyên nè. Thì loại này em bán là 100 ngàn một cây. Cây cao khoảng 3 tấc rưỡi ha. Rồi bên này em có luôn. Vạn thọ cánh sân. Cây này cao cũng khoảng 3 tấc rưỡi. 100 ngàn một cây. Cây cũng rất là đẹp. Rồi, hoàng hậu luôn. Hoàng hậu 70. Hoàng hậu 70 ngàn một cây luôn ha. Cây cao cũng khoảng cỡ 3 tấc rưỡi. Nói chung là cây nó cũng có thể mình lấy vào một ít, hoặc là mình chăm thêm nó cũng khá cứng ha cả nhà. Rồi, bên này. Bên này mình còn có hoàng đế nè. Mình đang soạn hàng đóng cho khách nha. Mình có hoàng đế. Đây hoàng đế là nhị đỏ. Hoàng đế cũng chính là cúc nhị đỏ cả nhà. Thì mẫu này em bán 80. 80 ngàn một cây. Bên này. Bên này em bán cái thọ hương nè. Thọ hương này nha quý khách. Đây. Cái thọ hương này nó rất là cứng cây luôn á. Thì mẫu này em bán là 80 ngàn một cây. 5 cây em bao ship và 10 cây tặng một. Cây cao là từ 3 tấc rưỡi cho đến là 4 tấc. Giờ em uống lượng nữa nè. Cái gốc này cả nhà là cỡ đầu đũa lớn. Còn cái bo chỗ này nè là cỡ đầu đũa mình ăn à, hoặc là nhỏ hơn tí xíu. Thì em thấy nó khá cứng cáp rồi. Mình cũng có thể lấy được một ít bo ha. Ồ, rễ nôm rất là đẹp nè. Mẫu này em bán là 80 ngàn một cây ha. 5 cây thì em bao ship và 10 em tặng một nha. Quý khách có thể lấy bo được. Đó, đây là cúc thọ hương. Hoa thơm, bông chùm. Rất là đẹp luôn. Rồi. Bên này em có cái dòng này là dòng cúc VIP quý khách. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ á. Mẫu này em bán 100 ngàn cây. 100 ngàn một cây ha. Cây cao 4-5 tấc. Rất là đẹp. Đây, cúc VIP nè. Bông của nó nè cả nhà, mặt hoa nở phùng vung rất là đẹp ha. Rồi. 5 cây bao ship, 4 cây bao ship, 3 cây bao ship, 10 cây tặng một cúc VIP. Rồi bên này em có là Indo, giải Indo lá gai luôn. Mẫu này em bán nó là 100 ngàn cây. Cái lá nó to đùng luôn quý khách. To đùng luôn. Đó, 100 ngàn cây ha. Rồi mai quắn luôn. Mai giả tự xoắn luôn. Góc kền kền không là quý khách. Đây em gấp góc quá rất là bự ha. 350 3 cây. Em Huỳnh bao phí vận chuyển. Đó, xoắn dài từ 5 đến 7 cm thôi. Nhưng mà góc rất là khỏe nè. Cái góc này là cả nhà khoảng 10 cm thôi. Mà góc nào góc nấy là bành bành luôn. Còn đây một mẫu nữa. Mẫu này đang đi lọc lá lại nè cả nhà. Cũng vậy luôn, 350 3 cây. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình.